Thưa quý vị và các bạn, hôm nay lại là một ngày diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Hành vi tiếp tay cho người xuất nhập cảnh trái phép cũng góp phần đẩy tình hình dịch bệnh nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cảnh sát đánh giá hành vi của nữ sinh viên ở Hà Nội tìm nhà giúp 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để ở chui có nguy cơ làm lây lan Covid-19 ra cộng đồng. Và hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngay sau đây. Guo Pei, người Trung Quốc và Đinh Thị Huệ về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trước khi bị bắt, Thảo học ngành tiếng Trung tại một trường đại học ở Hà Nội. Hai nữ bị can khai hưởng lợi 144 triệu đồng sau khi tiếp tay cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo các quy định của pháp luật, hành vi của hai nữ sinh viên quê Phú Thọ sẽ bị xử lý ra sao? Nhìn nhận vụ án xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều chuyển biến khó lường. Đại diện công an thành phố Hà Nội đánh giá hành vi của các bị can tiềm ẩn nguy cơ làm lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Theo lãnh đạo công an thành phố, tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tùy thuộc vào mức độ hậu quả sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử phạt hành chính điều 17 nghị định 167/2013 của chính phủ quy định hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu hoặc tạo điều kiện cho người khác nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam sẽ bị phạt 15 đến 25 triệu đồng. Còn việc tổ chức đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép bị phạt ở mức 30 đến 40 triệu đồng. Người nước ngoài vi phạm các quy định này có thể bị trục xuất về nước. Trường hợp người phạm tội gây hậu quả đến mức xử lý hình sự thì căn cứ điều 348 Bộ luật hình sự, người bị kết án có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm. Nếu tổ chức môi giới từ 11 người trở lên, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng hoặc làm chết người thì người phạm tội bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Đáng chú ý, đại diện công an Hà Nội cho rằng, nữ sinh học ngành tiếng Trung và đồng phạm gây án ở thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Hành vi của họ có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Nếu đủ căn cứ, các bị can còn có thể bị xem xét xử lý thêm tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình Sự. Tháng 12 năm 2020, Thảo thuê căn nhà cao tầng trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân để ở và bán hàng online. Trong quá trình học ngành tiếng Trung, Thảo quen U-GuoPay và nam thanh niên tên Vương, quốc tịch Trung Quốc. Khi hai người ngoại quốc nhờ thuê một số căn hộ để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về lưu trú, Thảo rủ Huệ cùng tham gia phi vụ. Theo điều tra, Thảo trưng dụng căn nhà đang thuê để cho người nhập cảnh trái phép ở. Ngoài ra cô còn giúp U Guo Pei và Vương thuê thêm hai căn hộ chung cư khác ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân làm nơi lưu trú trái phép cho nhóm người nhập cảnh chui. Bị cáo buộc tiếp tay cho Thảo, Huệ cũng thuê hai căn hộ chung cư khác ở quận Thanh Xuân để cho Vương và U Guo Pei đưa nhóm người Trung Quốc đến ở. Ngày 20 tháng 4, Công an quận Thanh Xuân kiểm tra hành chính các ngôi nhà và phát hiện 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên lập hồ sơ đưa đi cách ly y tế. Riêng Vương đang bỏ trốn. Công an quận Thanh Xuân thông tin, qua tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 20 tháng 4, công an quận Thanh Xuân đã tổ chức lực lượng xác minh 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú tại địa chỉ 464 Nguyễn Trãi. Tại thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp thị thực nhập cảnh. Mở rộng xác minh vụ việc, công an quận Thanh Xuân phối hợp với phòng an ninh điều tra, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hà Nội đấu tranh khai thác phát hiện thêm 12 trường hợp đang lưu trú tại các địa điểm khác trên địa bàn quận không có hộ chiếu thị thực nhập cảnh. Cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1999, trú tại Thanh Sơn Phú Thọ, Đinh Thị Huệ sinh năm 1999, trú tại Thanh Sơn Phú Thọ và Wu quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Đồng thời, 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được đưa cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố. Tương tự, các lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm tiến hành giả soát đã phát hiện 46 người nước ngoài nhập cảnh trái phép thuê nhà tại trung cư Florence số 28 Trần Hữu Dực. Với số người nhập cảnh trái phép này, Trung tâm Y tế quận đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, phối hợp với lực lượng công an tiếp tục truy vấn, lấy lời khai và đưa những người này đi cách ly theo quy định. Trong khi đó, tại quận Cầu Giấy, trong quá trình giả soát, các lực lượng chức năng quận và phường Trung Hòa đã điều tra phát hiện 4 trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú tại phường Trung Hòa. Theo quy định của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn, giấy tờ mới được phép nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Việc nhập cảnh phải được thực hiện tại cửa khẩu quốc tế, có hộ chiếu và các giấy tờ đầy đủ. Điều 5 luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm. Theo đó những hành vi vi phạm quy định về nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự kèm theo hình phạt bổ sung là trục xuất khỏi Việt Nam. Trao đổi với báo Kinh tế và Đô thị, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết trong những vụ việc nêu trên trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện những người nước ngoài nhập cảnh trái phép và cư trú trái phép ở việt nam sẽ xem xét từng hành vi vi phạm pháp luật của từng đối tượng để có hình thức xử lý nghiêm minh phù hợp với quy định của pháp luật việt nam với hành vi nhập cảnh cư trú trái phép sẽ bị xử phạt hành chính đối với người vi phạm đối với người tổ chức môi giới cho những người khác nhập cảnh cư trú trái phép tại việt nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng này sang Việt Nam để thực hiện các hoạt động tội phạm, tùy vào hành vi cụ thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội phạm mà đối tượng đã và đang thực hiện. Trong trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy trong số những người này đã có người từng bị xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh phải ở lại Việt Nam trái phép thì lần này người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 347 Bộ luật hình sự với hình phạt có thể lên đến 3 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, từ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở quận Cầu Giấy, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 46 người khác cũng nhập cảnh trái phép ở Nam Từ Liêm. Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ 50 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú trên địa bàn thành phố. Trước đó công an quận Cầu Giấy đã phát hiện một số người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn tạm trú trên địa bàn qua công tác quản lý cư trú phòng chống dịch Covid-19. Căn cứ tình hình trên, Công an quận Cầu Giấy đã chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra đột xuất một căn hộ tại nhà C3 D Capital Trung Hòa, phát hiện 5 trường hợp người Trung Quốc tạm trú, trong đó 4 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng như sau. Do trong thời gian gần đây, Cơ quan Công an Việt Nam tăng cường công tác chống người nhập cảnh trái phép, nên các đối tượng thay đổi phương thức thủ đoạn đưa một đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực, visa hợp pháp, sau đó đón các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào. Từ năm đối tượng bị phát hiện tại phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy còn phát hiện thêm 46 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú tại 9 phòng tại chung cư Florence số 28, phố Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm. Được biết ban đầu lực lượng chức năng phát hiện 27 người nhập cảnh trái phép. Sau khi kiểm tra giả soát kỹ, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 46 người. Đáng chú ý nhiều người lẩn trốn trong nhà vệ sinh. Nhóm người này được xác định đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã có mặt tại trung cư trên để thực hiện các thủ tục phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tổng số các đối tượng bị phát hiện đến nay là 51 đối tượng, trong đó có 50 đối tượng nhập cảnh trái phép. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức thời sự mới nhất về dịch Covid-19. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.